Nè, ba sao giảm vậy? Ba bạn vẽ gì nè? Hai. Con giới thiệu ai vẽ gì? Chip vẽ gì? Ma. Mình dương. Halloween đúng không? Không. Ngô, con vẽ gì nè? Đó. Chị hai. Tóc tào lao á. Hai, con vẽ gì nè? Thì lấy thêm một cái khăn nữa. Thiệt ngô luôn á. Chị đâu có kêu lấy cái khăn con đạp vô hàng rào của chị đâu. Hàng rào là mất 20 phút rồi. Nè, ba bạn vẽ gì? Chip vẽ gì? Và Halloween. Hello Halloween. Halloween. Vô cái hello. Halloween. Halloween. Dễ gì lá ba kiểm chứng nè. Ma mà không có miệng nó sao? Ma không có miệng. Đúng rồi. Ừ, ma thì không có miệng. Rồi con qua bánh. Chị hai dễ gì nè? Dễ hàng rào. Nè mới dễ cho chúng. Ngôn dễ gì nè? Halloween. Chị hai cho em dễ chơi. Giờ em dễ bây giờ. Mua lấy mấy cái cục kẹo qua đây. Kẹo quá hả? Ừ, kẹo muốn quá hả? Ừ. Không. Lấy mấy cái cục kẹo 4 mùa. Xong quẹt đi. Từ từ, ba quay xong ba quẹt. Chip dễ gì? Chị hai dễ gì? Bò trí não cho nó ngu luôn. Nó nằm ở đâu chị? Nó nằm củi, nằm ngay củi. Nằm trong củi vậy hả? Ừ. Mai đầu tiên. Em sẽ đặt tên nó là Mai Cục Cúc. Ừ. Cô nói vậy xấu. Không, Mai đầu xíu. Cái bịch kẹo đó, hiểu không em? Bịch kẹo phải có kẹo chứ. Rồi, con lấy đâu á? Hả? Con lấy đâu? Lấy ngay cái chỗ này nè. Đi. Chắc con phải dùng thời gian là tầm 10 phút. Tào lao quá, 10 phút chị em. Ủa đẹp chưa? Dễ bên đây giùm chị một cục kẹo luôn đi. Này dễ nha, chị biết gì hết. Này là tính là chị định làm cái này là cái bọt mà thôi. Vậy làm thành mấy cục kẹo luôn. Cục kẹo đi bị rớt ra hả? Ừ. Bỏ ra hả? Ừ. Bỏ ra hả? Lóc lên nó, không rồi mấy cái kẹo nó bị rơi. Ừ. Trời ơi, bao bể cho nó lượm được có 2,4 mũ.
Cho em dễ với. Cho em dễ gì ba? Em biết dễ rồi. Đó, đem chị kẹo cam xong. Đem dĩa kẹo. Đưa đây cho chị. Để em dĩa kẹo nên bỏ cái điện thoại xuống. Cơm của ai gói lại đây? Hả? Sao chưa ăn? Bữa thằng này. Ăn nhanh. Vừa ăn chơi. Chị kêu lúc con ăn nhưng mà con lớn rồi không được lúc. Quá dễ. Nhâm nhâm nhâm. Bác cho em dễ chơi. Bác cho em dễ chơi. Chơi hai, cho em dễ chơi. Không, dễ anh bản. Chơi hai. Chị hai đứng đứng lên cho em dạy với. Em dễ cục bơm nha. Ba đây đây là cục bơm. Theo cái cần gạt vô nữa. Sao mình nên thấy trái Hello, hello. Hello, Kim Cương. Nhỏ thôi. Hello, Kim Cương, welcome you come back. Nhỏ thôi. Kim Cương. Phải chị Kim Cương không? Ok. Phải chị Kim Cương bác? Phải. Con nhìn người khiếm rồi. Thì tao nhìn
bự á, thì bự bự có kêu vậy nhỏ nhỏ thôi. Phải chị Bảo An không cô? Phải chị Bảo An không? Phải chứ, không ai không biết cục cức. Phải chị Chip không? Thứ mấy? Chị Bảo An dễ rồi, dễ tiếp đi. Đó là gì vậy? Dễ từ. Vậy nè, để con ăn nhờ đi. Cùng cức. Chị cùng cức rất là Bình Dương. Không đi Bình Dương nữa. Cức. Chị con biết đi, con biết cô, con biết cô. Ê, con biết cô có tên là cục cức. Không nói bậy nha. Chị Kim Cương cho em vẽ với. Đi là đắng rồi vẽ. Không bắt trong gì. Ba lại cho.